Khối lượng tinh bột cần dùng cho quá trình lai mang để tạo thành 5 lít rượu Etherix 46 độ, biết hiệu suất cả quá trình là 72%. Khối lượng riêng là chừng đó. Rồi bây giờ chúng ta có này. Tinh bột của chúng ta là C6H10O5. Tất cả N lần, N vô dụng bỏ đi để tạo thành C6H12O6. Từ thằng này chúng ta mới lai mang để tạo thành CO2 cộng cho rượu etylic C2H5O2. Các bạn nhìn lên đây, hiệu suất của cả quá trình người ta cho chúng ta là 72%. Đó, tiếp tục đó là người ta cho chúng ta là V dung dịch ở đây là bằng 5 lít đồ rượu. Đồ rượu người ta cho chúng ta là 46 độ. Rồi, và khối lượng riêng là D. Đây là bằng 0,8 gam trên ml. Bạn hãy nhớ cho thầy như sau. Cứ mỗi lần mà em làm bài tập liên quan tới đồ rượu thì trong đầu em phải nhớ cho thầy được hai cái công thức. Công thức thứ nhất là đồ rượu là bằng V rượu chia cho V dung dịch rượu nhân cho 100. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình có đó là công thức tính khối lượng rượu. Khối lượng rượu là bằng mol rượu nhân cho m lớn bằng v nhân d. Nếu em hiểu được hai công thức này thì coi như mọi bài tập về đồ rượu em sẽ căng hết đồ hình. Để em lưu ý với thầy như sau. Ở đây này, trong cái công thức này, được chưa? Trong thức này thì chúng ta sẽ đổi nó ra đơn vị chuẩn trong của v dung dịch rượu, đó là ml. Thế đây mình đổi sang là 5.000 ml. Bây giờ thầy sẽ bấm bộ phép tính như sau. Đầu tiên dựa vào công thức số 1 này. Dựa vào công thức số 1 này, được chưa? Mình sẽ lấy đồ rượu nhân V dung dịch chia 100 thì ra V rượu. Đồ rượu là 46 nhân V dung dịch là 5.000 chia 100. Thì đây là V rượu. Thầy lấy dựa vào công thức số 2 ở bên tay phải, V rượu nhân cho D, D chúng ta là 0,8. Thì ra khối lượng rượu. Khối lượng rượu có rồi, em chia cho M lớn rượu. M lớn rượu là thằng này, 46. Được chưa? Thì ra gì? Là mol rượu. Mol rượu có rồi, đúng không? Thì em nhân cho bao nhiêu? Nhân 1 chia 2. Tức là em chia cho 2. Thì ra mol của tinh bột. Em nhân cho 162 thì ra khối lượng tinh bột. Được chưa? Nhưng hiệu suất ở đây người ta cho chúng ta đạt 72%. Mà nói lần trước thì chúng ta nhân cho 100 chia 72. Đó. Rồi tính cho thầy đi. Đầu tiên lấy 46 nhân cho 5.000 chia cho 100. Được chưa? Nó lại nha. Dựa vào công thức này. Em lấy đồ rượu nhân cho V âm dịch này. 46 nhân 5.000 này chia 100 thì ra V rượu này. V rượu nhân cho D, D là 0,8 này thì ra khối lượng rượu này. Khối lượng rượu có chúng ta chia cho M lớn rượu là ra mol rượu này. Được chưa? Nhân cho 0,8 này thì ra khối lượng, chia cho 46 thì ra mol, chia 2 thì ra mol tinh bột. Nhân 162 ra khối lượng tinh bột, nhân 100 chia 72. Rồi, 4500. Thì đây mình đổi sang kg thì nó là 4,5 kg. Cô đúng ở đây là cô D. Cái ý kiến gì không ạ?